Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Romanxi 700, một là dòng xe đạp được sử dụng một bộ chuyển động là Shimano SLX, gạt đĩa Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng, bánh 26 inch, may bi vòng cuối lổ giảm xóc hơi. Đấy, một cái chiếc xe cấu hình cực kỳ là tốt trong cái tầm giá, trong cái phân khúc chỉ có là 10 triệu các bác nhé. Đấy. Cấu hình cực kỳ là ngon với đồ Shimano SLX 11 tầng níp và gạt đĩa trên đây là Shimano DOG với 3 tầng đĩa. Đùi đạp là đùi trục rỗng. Ngoài ra thì xe còn được trang bị bộ tay phanh và tay bấm là Shimano SLX và tay phanh Shimano DOG luôn các bác nhé. Đấy, hai bên. Đấy, cực kỳ là ngon với cái phân khúc chỉ có là 10 triệu đồng. Trong phân khúc 10 triệu. Giảm sóc thì là giảm sóc hơi luôn. Đấy. Giảm sóc Ebicon đến từ thương hiệu SG Santur. Vành bánh của Châu Sen, may bi vòng cuối lổ. Cấu hình cực kỳ là ngon. Kể cả những cái đĩa phanh này các bác có nhìn nó cải một cách rất là đẹp nhé. Phối màu cam này và có vành mặt đĩa rất là đẹp. Vành bánh tâm đũa thì được đan kiểu đan đôi như này. Tâm dẹp các bác nhé, tâm đũa dẹp. Đan kiểu đôi. Rất là đẹp. Một chiếc xe mang thương hiệu XDS, thương hiệu mà cũng rất là có tiếng trên thị trường xe đạp rồi, chuyên cho là những chiếc xe đạp cấu hình cao, giá cả thì cực kỳ là hợp lý. Hôm nay em về một chiếc model Romang 700 các bác nhé, khung nhôm, nhôm sử dụng là nhôm X6, vẫn còn kem imay đây, kem imay của xe đây, và logo được dập lỗi các bác nhé, logo lỗi. Vành bánh của xe là vành 26 inch, sử dụng quả lốp 26 x 1.75 các bác nhé. 1.75. Đấy, với cái bản lốp này thì các bác có thể vừa thể dục đường phố hàng ngày thay cho một chiếc touring được và leo núi cũng rất là tốt. Và giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm, thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì là phù hợp. Bộ chuyển động đời SLX đặt giữa Shimano DOG 10 tầng lít và 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì cực kỳ mượt rồi. Dòng SLX này thì nó là thuộc loại cận cao cấp của dòng Shimano và địa hình rồi, cao hơn cả DMZ, nó phải sau XT hay DMZ XT đây, gần như là cao cấp nhất. Nên là mọi thứ chuyển động thì lên xuống cực kỳ là mượt. Một chiếc cấu hình cao, thương hiệu tốt, giảm sóc hơi, đang có giá bán với em chỉ có là 10.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 7094 43
Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bọn em kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.